Ok, 200 người, chào mọi người đã trở lại channel của mình. Và đương nhiên thì mình đã fix xong cái lỗi tập trước rồi các bạn ạ. Xóa toàn bộ cái mod kia ra, xóa map các thứ thì nó sẽ hoạt động lại. Và mình cũng tem được cái con đe đây rồi mọi người ạ. Thì thứ nhất là quýnh cái mấy con kia thì sẽ rơi ra nguyên liệu nha mọi người đây nè. Đấy, lần trước thì mọi người xem là nó sản xuất, thứ nhất là sản xuất không có đâu nha mọi người. Nó chỉ có từ những động vật này thôi mọi người ạ. Nói chung là mình giết tụi này nó sẽ rơi ra nguyên liệu này thì mới có thể cho chúng ta cho chúng ta chế đồ được, tại vì thiếu cái đó là không thể nào mà các bạn có thể làm được bất kỳ cái gì mọi người ạ. Thiếu đó là gần như là cái đó rất là quan trọng luôn á. Ok, mình thì đó, mình đang bắt thêm con Ankylo đang kế chân mình mọi người ạ. Đây là những cái con vật kiểu mới 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 nó sẽ đứng gần mình và mình bắt được kiểu tem minh gì luôn. Bọn con này là kiểu con miner mọi người ạ, miner Ankylo. Và ok, mình sẽ theo chân nó và mình sẽ bắt nó khi mà nó đói mọi người. Con này đói khá là lâu đấy các bạn ạ. Con đây đi kia mình bắt cũng khá là lâu. À, và mình nghĩ là mình sẽ xây cái bay ngay đây. Nói chung là cũng khá là nguy hiểm ở khu vực này, nhưng mà mình nghĩ đây là khu vực an toàn nhất rồi, có thể chế ở đây thôi mọi người ạ. Nói chung là giờ phải bắt được con kia, mình đi săn người đá thì chúng ta sẽ có nguyên liệu rất là nhiều mọi người ạ. Bét nè, mình sẽ chế cái Fortin. Oh no, sao không có Fortin? Chết cha, chết cha. Lên trên vai anh cưng ơi, con này mạnh lắm, tăng tăng nó mới đạp cho nó cần tim mình. 700 máu nè, đẻ được con này, đẻ được mọi người. Ui, đẻ được sữa cả, con này đẻ được mọi người ạ. Nó sản xuất được mọi người, nó sản xuất product rồi, sản xuất á, sản xuất được và kiểu như là farm được luôn mọi người. À, con này farm được mọi người á. À, con này vui mọi người á. Khó mọi người, cái đúng lộn mọi người. Level 110 các bạn, bọn này chạy level cao quá. Thì level cao quá thì mình không thể nào mà có thể bắt được các bạn ạ. À, khu vực này cũng khá là nguy hiểm cho mình đó các bạn ơi. Có raptor nó xung quanh đây các bạn ạ. À, để coi kiếm khu vực nào nó stable tí thì chúng ta sẽ sinh tồn. Giết được con này, mình bắt được con của nó đấy. Khu vực thì nó khá là khó mọi người, khá khó khăn. Mình nghĩ là trên cao cao một chút như vậy thì khá là ổn. Bắt hết con nào cũng cho ăn miếng. Còn level cao người chấp mấy không à, bắt kiểu gì được. Ui, hút lần 200 oi mọi người ạ. À, con này quay đói rồi, con này nó mới quýnh lộn xong, thành ra là bắt lại cái bạn khó thật sự luôn các bạn ơi. Mình nghĩ là ở khúc truyền 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 này có thể xây bay cũng ổn đấy. Chờ nó đói, bắt bọn này khó mọi người, bắt này khó dễ mang. Mình nghĩ khúc này được không ta? Ồ, nó quýnh lộn nữa rồi, nó quýnh lộn nữa rồi. Công sức của mình đang bắt khủng long thì Raptor nó mò tới mọi người ạ. Rồi 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 rồi, cho xin biến thịt đi bạn ơi. Chết rồi, nó chết rồi, nó chết rồi, nó chết rồi. Hello, mày nó dữ quá mọi người. Mình chưa chế gì đúng không? Ok, yeah, có rồi. Giờ này mà nó nhả ra cái hoa lượng da được rồi mọi người. Giờ nó quýnh hoài sao mà đi bắt được mọi người. Tầm này bọn kia mạnh lắm mọi người ạ. Khó mọi người, nó ăn con này giờ nó chỉ muốn quýnh lộn thôi mọi người ạ. Bắt giờ chỉ cần bắt được một con này thôi mọi người ạ. Bắt được một con này chúng ta sẽ lên hương luôn các bạn ơi. Chỉ cần bắt được một con chúng ta sẽ lên hương liền luôn á. Ok, mình sẽ chế ít cái gratis Free Fire Fort nè.
Stone Fountain à. Ok. À mình có con Daddy mà ngu thế nhờ. Mình có con Daddy mà mình ngu dữ trời. Mình có con Daddy thì mình sợ gì trời. Ok ok, qua lượm thịt thôi. Ngon ngon ngon, bỏ à. Trời ơi, ít thịt, ít nhôm, nghèo. Rồi, cái này thì chế tạm bợ ít cái bay để thứ nhất là mình sẽ sống đỡ đây trước tiên đó mọi người ạ. Nói chung mình cứ an toàn trên hết mọi người ạ. Có cái chỗ ở đã. Uầy, này vẫn được đá rồi mọi người. Rồi, ok. Rồi sắp bảo rồi sao mọi người, sắp bảo mấy con này nó kêu nè mọi người ạ. Con này nó thông báo bảo nha mọi người, con này thông báo bảo được nha. Rồi, mình sẽ khu vực này cái tàn tàn như vậy đó mọi người ạ. Chế những cái vật liệu cần thiết lên như là cái refort nè, nung nung metal các thứ đồ á. Cái này sẽ rất là quan trọng mọi người ạ. Đấy, chúng ta sẽ bỏ gỗ vào bên trong. Vâng, mình chưa có quay tò nào cả. Mình sẽ mình biết cục nào có cục quay tò mọi người ạ. Đây thấy chưa, mấy cục đá này nè. Đấy, mình bỏ mấy cục này vô nung trước đi để kiếm ít mê tò. Cục đá nứt 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 á, như này nó sẽ có mê tò nè. Cục này cho mình đập trước rồi. Cục đá mà sằng xùi mọi người ạ, nó có nhiều mê tò mọi người. Rồi, cái này hơi mù màu tí. Này có cục này nhẵn quá, không có cục này nứt 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 các bạn ạ. À, đây mình sang bét ra chưa rồi, bét ra để có nơi trở về các bạn. À, làm cái có cái nơi trở về trước cho chắc đã. Rồi ok, có cái nơi trở về mình sẽ chế thêm cái gọi là smile nữa ha. Chưa học hả, đây luôn. Con này đói à, nồi cũng chưa ăn sao con này đói nhanh thế nhờ. Con này lâu phết luôn các bạn ạ. À, lâu lắm. Ê có con này, nhưng mà phải giết con kia mọi người, giết con kia bắt con nó liền luôn á. Bọn này khó mọi người, bắt con này giờ mình chế cái yên con Daddy là được mọi người ạ. À, chế được con yên Daddy là mình gánh tem được mọi người ạ. À, 5 metal, chúng ta cần một vài cục metal để chúng ta có thể làm được đó nha. Đá này không sàn lắm. Đá này toàn cát không. Đi tìm cục khác mọi người, bắt được con này là ngon mọi người, nó lâu đối thế. Bọn này lâu đói thề mọi người, nó lâu đói cực kỳ luôn nha. Wild unit nè, hungry. Wow, level cao quá. Khổ ghê, cái đá metal ở đây giờ mình kiếm được con phương tiện bay thì nó lại đỡ quá. Đây, đá này sằng xùi nè. Sằng vậy cũng không có ra metal cái tôi luôn á. Anh em cục này có bê to chắc. Bất lực quá mọi người, bất lực cái cảnh bê to chết rồi. Lá bay chuẩn bị bão tới đó mọi người ạ. À, mình nếu chơi gian thì mình bão tới mình cho trò kia được. Trời sao quên quanh khu nhà mình mấy khứ bù đồng thế. Tao đừng để tao xây rào gai, tao ngăn cách tụi bay ra khỏi nhà tao nha. Mày khứa. Nhà tao đang nghèo lắm, không có gì đâu. Mà cứ đi lần lạng vô đây hoài. 4 cục metal thì không chế được cái smile được mọi người ạ. À, smile nó cần 5 cục metal. Thề, metal kiếm đuối lắm mọi người ạ. À, đá thì nhiều thiệt đó, nhưng mà metal không có. Tại vì đây là sa mạc, cần cỏi mà càng cỏi mà cục này nó mượt quá không có rồi.
đi kiếm con nào khô 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 khô. Thề mọi người, nhìn đá quá, mình thấy trên đây toàn là màu đá không mọi người ạ. Rồng riết rồi, trên đây thì nó nhiều khỏi nói luôn. Vài bữa đi chợ chiếc rồng này ấp nè, cục nó săn săn xui xui xíu được không? Thề mọi người, kiếm nơi thổ này nó khó quá mọi người. Chỗ này nhìn ghê á, một cái dãy núi mọi người ạ. Thề mọi người, đi kiếm cái thổ khó lắm mọi người, mình kiếm được con bờ tê thì nó giải quyết mọi chuyện mọi người ạ. Hết gỗ à. Quá khó anh em ơi. Mấy cục đá metal, cục này có metal nè. Ủa cục này giống dữ người ta mà không có trời. Con này có đồ không? Ui nó đẻ mọi người, nó đẻ quá trời sữa đó mọi người ạ. Công công cuộc đi kiếm metal của mình là nó gian nan quá các bạn ơi. Khó kiếm luôn. Thường cái map ARK thường thì đập đá nó cũng ra được metal nha. Rồi, nó bảo rồi đó, nó bảo rồi đó. Bảo thì chúng ta sẽ không đi nhanh được mọi người. Bảo thì đi sẽ bị đi chậm lại nha. Mình sẽ đứng cho mọi người coi bảo nó như thế nào. Ok thì thường xoay cái liều ra chú là nó hết bảo chúng ta sẽ không bị sao hết, nhưng mà mình có khá khá sức mạnh tự nhiên nên thành ra là cũng không sao cả. Kháng thể mẹ ơi nhìn ghê phết. Bắt không được tụi này mọi người, một phát 47% mọi người ạ. Cấp cao quá không bắt được. Nói chung phải chờ tụi nó ăn mới được. Đậu xanh đá trên đây mình đập muốn hết rồi đó mọi người ạ. Trải nghiệm từng cục để nó ra metal nó không ra mọi người ạ. Máu nhiều nhưng Ordinary nè mọi người, bắt được bọn Ordinary cũng được lắm đó nha. Mày đã có mấy tò à? 6 cục duy nhất thôi mọi người ạ. Cục này có mấy tò nè. Đây rồi. Lâu lâu vô cái bãi này nó có mấy tò. Mày rất to. Chụp bớt đồ đi mọi người. Lượng được 11 cục à. Quá là nhiều luôn. Không sao các bạn, chúng ta chịu khó tí bảo sa mạc cũng được. Vấn đề là chúng ta sẽ cần phải tìm, thứ nhất là cái nguồn nguyên liệu rất là hiếm có, đó chính là metal. Cái map này mình vô được cái vùng có tí metal đó nên tranh thủ với đào một tí mọi người ạ. Có chết cũng không sao, kiếm một ít metal về nhà chữa lành đó cái đó. Lụm tí oi. Được nhiêu cục rồi? 33 cục rồi, cũng được 15 cục. Thứ nhất là mình cần để mình chế cái y con đe đi, rồi sau đó mình sẽ đi kiếm kiếm đồ nó dễ hơn mọi người ạ. Đây nè, chế này hiện tập có 5 cục metal là chúng ta có thể
đánh con kia, cướp con của nó được. Quái xét đánh kinh gớm ghê trời. Lấy con kia chắc nó đập được phân nguyên liệu đồ tốt hơn á mọi người ạ. Ai trên kia có rồng rồi thấy không? Họ hết bảo rồi đấy. Mình cũng không có sợ đâu mọi người, chết thì mình lấy đồ này được nên thành nó cũng không có không né. Mình sẽ để full cái không không tắt cái ôi ôi Titan kìa mọi người ơi, Titan đó kìa. Ôi mình hết stamina hồi nào đấy luôn á. Hay nãy chạy nhanh không được, cứ nghĩ là trời mưa bão. Trời ơi, à đây là metal mà. Đây là công cuộc à, đi tìm metal đúng đúng khổ cực các bạn ạ. À. Ba cục duy nhất. À, nói chung là để đi lên cái vùng núi cao cao tí tìm metal cũng được, nhưng mà tỷ lệ chết cũng rất là cao, nhưng mà mình xây cái nhà đó thành. Đây Kera nè mọi người, Kera với lại rồng mọi người ạ. À. Hình như trong đây nó không liên quan tới mod kia sao mọi người ạ? À? Nếu mình xóa mình thoát map rồi mình vô lại mọi người. Nên mình cũng thấy con đó. Chắc là của map luôn mọi người, mod luôn mọi người ạ. À. Và rất nhiều trong đây, đặc biệt là rất là nhiều con Dodo Red nha mọi người. Thề trong đây nhiều Dodo Red phải. Mình sẽ liều mạng khi chưa có gì hết, nhưng mà mình vẫn cố gắng leo núi để kiếm ít metal gánh tem mọi người. Giờ không có cái metal không gánh tem được các bạn ơi. Chắc chắn là chết, tỷ lệ chết của mình là 99% rồi. Rồi chết, nhưng mà con này chết thì không được các bạn ơi. Chết này chết thì tội quá. Ok, giờ cũng được, thôi về đi. Nãy đáng lẽ cho nó nhà là hợp lý hơn ấy. Mình cách nhà gần 600m các bạn à. Mình chạy là chắp mấy con kia dí mình luôn á. Ăn tí đồ trái cây đi. Rồi thôi về các bạn ơi. Tính là cho con này chết cũng được, nhưng mà thôi chết tội quá, mình trở về cái nhà của mình đi, cách 300m mọi người. Trên đầu mình là con rồng nè. Nhưng mình nghĩ là nó chẳng tấn công mình đâu. Khu vực này nó gần nhà mình cũng không sợ các bạn, chạy chạy xíu về được. Ở được, ở nhà đem nội kêu, kêu quá kêu. Ờ, chúng ta bỏ về thôi. Rồi có về thôi rồi đấy, để bắt mấy con này coi nó có ăn không nha. Miner ăn kilo nè, mà đi xa thế. Nó chui ở đây luôn trời. Nó chui xuống đá luôn nổi. Này khứa này chơi bựa vậy. Thôi bỏ nó đi, qua con này đi. Má ơi rồng làm gì đây trời. 47% nè mọi người. Này đợi cũng rất là lâu mọi người, đợi con này đói tem 4-5 lần. Con này có baby các bạn, tiêu diệt được nó thì ok. Bà nội nó, con rồng nó bay nhà mình kìa mọi người ạ. Ôi, gớm quá, gớm quá, gớm quá ông nội. Vô là tiêu nhà luôn á. Rồi, chết được cái smile này chắc là chết sâu mọi người. Chúng ta chết được cái đê đi nè, cái bít nữa nè. Chết được, kiếm cái bít đi mọi người, kiếm ít đồ đó. Ôi, cái chết được cái action chắc lại ngon nha. À, action nhưng phải chế cái kia được mọi người, cái smile của action thì mới được. Cái này nè, chúng ta phải chế cái này. Đèn, thôi kệ, chế cái bít kia. Có tí nguyên liệu trước, tính gì tính. À, cần da, có lấy gỗ. Rồi, có cái này trước đi, tính gì tính cái này, dục đi. Rồi, lên cái này trước thì chúng ta sẽ đào nguyên liệu được, cách đào nguyên liệu tài nguyên được cách tốt hơn. Và mình sẽ chế cái con đe đi nữa nè mọi người, con này cần stone ha, stone nhà không thiếu, stone nè, fiber nè, metal 5 cái, 5 cục metal. Ok, chúng ta cần thêm chế được cái motor đó mọi người. Chế lại mọi người, tập trước thì mình chế gần gần như rất là nhiều rồi mọi người.
giờ phải chế lại. Cái này thường chế tầm 3 cái đẹp. Cái này chúng ta bỏ chế cái gì ta? Semitin. Đây. Semitin bay chúng ta cần chi tin nè và đá nè. Đấy, chế được trăm bốn mấy cục. Khá là ổn. Rồi, có này rồi là gánh tem được mọi người. Có này là gánh tem được nha. Tại vì con này mình biết chắc với mọi người nó rất là mạnh các bạn ạ. À. Mấy con này nó rất là mạnh các bạn. Chỉ cần cưỡi được nó chúng ta sẽ kiếm được khá khá đồ lớn đấy. Con này farm đá cực kỳ tốt nha. Con này farm đá cực kỳ tốt. Bọn này lâu tem quá. Bữa bên canh bắt con này đúng lâu luôn. Đây, con này thì mọi người khỏi lo về cái gọi start của nó máu mọi người ạ. À. Và chúng ta sẽ tăng damage lên nha. Để trái cây nhiều cho nó để nó ăn nó hồi nè. Con này hình như farm trái cây cũng được mọi người. Con này đi rất là ác và con này hình như farm vẫn farm trái cây được sao? Không ăn cái cây được mọi người. Rồi, bây giờ tìm khứa của anh Kilo con này bắt đánh nó nha. Con này thì bốn mấy phần trăm rồi mọi người, nhưng mà thôi. Mình quyết định là vẫn đánh bại nó để chiếm con của nó mọi người ạ. Con tránh ra đây. Nó không vô được mình mọi người. Mình là con này có hiệu ứng mọi người ạ. À. Mấy kia vô được rồi, một đứa gãy nè. Đi diệt đốt này con kia nhìn nha, nó chạy bên góc kia nha. Này rất là trâu mọi người ạ. À. Bắt lâu thì chúng ta tiêu diệt con mẹ rồi, ok. Đây ok rồi nhá. Đấy, qua thu hoạch bọn này thôi. Ủa, bọn nó không rơi, nó không rơi nguyên liệu của ta, nó không rơi action nữa rồi. Con này farm đá mọi người khỏi phải chơi đâu mọi người, con này farm đá gọi là vua farm đá mọi người ạ. À. Mọi người coi nó quýnh lấy mười mấy ngàn đá mọi người thấy không? Phẩm đá, phẩm gỗ. Con này phẩm gọi là vua phẩm đá, phẩm gỗ. Ê, mình nhớ mình quýnh con này vẫn ra đồ người ta. Đó, thấy chưa? Ra cái action kia liền mọi người nhiều là đằng khác. Trời ơi, 25.000 đá mọi người ạ. À. Con này cái tỷ lệ phần trăm đá nó rơi ác thiệt mọi người, say gọi là mê cũng đá luôn á. 10.000 đá nè. Trời ơi, con anh kilo này mà to nó thì vô địch nha. Trời ơi, mọi người coi đá của nó kìa. Hai nồi đá luôn. Bọn này phần trăm của nó ác lắm mọi người ạ. À. Con này có tiền chiêu rất là bá đạo đó, chính là lăn mọi người. Con này di chuyển thì thôi mọi người ạ. À. Ê, tăng mớ 100 đá, mớ 100 mọi người. Đi làm một tí anh Kilo nè, đây anh Kilo. Con anh Kilo này thì thôi tha đi. Con kia đợi lớn nhà tính thì tính. Kiếm con rắp to hay con gì đấy. Bên kia con kia không dám chơi mọi người ạ. Con mấy con kia cái màu xanh xanh không dám chơi mọi người. Màu xanh xanh là nó đồ xịn nè mọi người ạ, không chơi được. Rồi, con kia ra mọi người ạ, con kia ra. Con kia ra kia thì chắc không nổi đâu mọi người ạ. Scott S. Nemo là con gì chơi? Thôi,
nên rút kinh nghiệm từ một người. Lui về ở ẩn chút ra. Cái gì vậy? Con này hết gì vậy? Đang lăn mà mày. Đang lăn mà nó ngưng động thời gian à. Đợi anh kilo kia to tí đó mọi người ạ. Cháu chết luôn mọi người ạ. Ghê vậy. Con này là con màu vàng, con này bình thường thôi, không lấy đâu. Rồi. Này to đúng không? Chưa 75% mọi người ạ. Ankylo hả? Mình sẽ coi mình làm yên con Ankylo như thế nào. Ankylo 10 mấy tò luôn. Đậu xanh nhiều vậy cha. Lấy đá, ít đá này. Rồi đi hết nổi luôn. Đi vẫn không nổi mọi người. Đây nè. Cho nó vô đây nó làm. Có Sebastian bay nè. Đấy. Ankylo. Ankylo chúng ta cần metal. Da với lại metal god nè. Da nè. Metal god này được ít. Đầu tư cho con này hy vọng nó sẽ farm ra metal được nha mọi người, chứ không ra metal là chết mình luôn á. Một mớ metal đầu tư cho nó rồi đó. Hy vọng nó sẽ thành hiện thực giúp cho mình. Rồi. Ok rồi đấy. Con này nãy do giúp cho nó ăn đúng không nhỉ? Đúng không? Có trái cây cho nó ăn. Trái cây nữa ăn. 18.000 mọi người. Này farm, con này farm cũng dữ lắm mọi người. Hy vọng là nó ra được metal của mình. Mấy cục đá này đánh được metal cũng đỡ mọi người. Để xem như thế nào. Chết rồi. Hơi khó mà đá này không ra metal được mọi người. Mình phải tìm cái bãi. À, con này farm được cái cây được nhiều. À được. Con này farm cái cây được nhiều mọi người ạ. Rồi bọn này trâu lắm mọi người ơi, tăng một ít điểm nó lên 476.000 máu mọi người. Ảo giác đó trời. Máu to vậy ta, bọn này máu kinh khủng khiếp vậy. Bọn này máu dữ lắm mọi người ạ, à. Máu bọn này kinh khủng khiếp luôn á. Cái bọn này búp ghê lắm mọi người ạ. À. Con này đi khá là chậm để coi đam nó quýnh nó bọn nó thường người nhiêu nha. Sáu ngàn à. Rồi lui nó farm, nó farm, nói chung là nó farm như ta. Nó farm semitin, ấy lộn, nó farm cái trái cây hơn nhiều mọi người ạ. À. Đam to quá mọi người. Ôi, nó đốt gỗ nữa kìa mọi người, nó đốt gỗ ra thành than nữa kìa. Bọn này nhiều công dụng phết nha. Ôi, ghê đấy. Kiếm cái bãi nào có cục metal cho em thu ít metal anh ơi. Nghèo quá, thiếu metal quá. Tăng cho mày full đam luôn, đấm cho nó nhiệt. Này không biết con này không biết có khả năng đốt được metal không mọi người ạ. À? Giờ kiếm được bãi có metal cũng hơi căng đó các bạn ạ. À. Giờ hiếm lắm, giờ mình kiếm được cục bãi có metal mới sợ nè. Coi hên được cục có metal mà. Đá thì nhiều lắm luôn á, nhưng mà giờ không dễ gì kiếm được cục có metal mọi người.
Con này là miner mọi người, thành ra nó có farm kinh lắm. Giờ kiếm thằng người đá là ngon lành nè mọi người, đỡ đi kiếm nguyên liệu mọi người. Đây 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 đây, anh này cục màu nè, quýnh cho thấy cảnh luôn. Rồi hai dách, hai dách. Con này không ra đồ gì hết á. Hai dách cũng không ra đồ gì luôn. Trời ơi, Flynn nó nhiều. Dục bớt thôi mọi người ạ. Này dục đá ở nhà mình có ổ đá mọi người ạ. Gỗ nói chung mà đốt là than cũng được. Nhưng mà thôi, để tập trung trong di chuyển đi. Con này tăng ít speed đi ha. Chậm quá. Công cuộc đi tìm metal có vẻ là hơi khó mà con này phải có thằng 135 cục metal. Trời ơi, mừng dữ vậy. Ui, khứa này nó đốt được metal đúng mọi người ạ. Trời ơi, nó đốt có bị nhanh luôn các bạn ạ. Rồi, khỏe luôn, khỏe luôn. Chúa farm đây rồi mọi người ạ, chúa farm đây rồi mọi người ạ. Đặt tên miner đúng hợp rồi. Farm gỗ, farm metal được. Nói chung là khỏi cần cái lò nung luôn. Lâu lâu hơn được cục đá metal là mình thành công rồi đó. Trời ơi, nó farm metal còn đẳng cấp mọi người. Lấy qua bên người mình đi, có gì mình chạy về nhà khỏe mọi người ạ. Bây giờ cái nhiệm vụ của mình là mọi người biết gì không? Tìm con người đá, tiêu diệt con người đá là chúng ta có một crystal. Tại vì mình không có phương tiện bay nên thành ra mình không biết vị trí của metal nằm chỗ nào mọi người. Mình chỉ hên với cục đá. À, cục metal này nè. Nhìn là biết luôn mọi người. Giờ mình nhận biết khá là chuẩn ở đây. Nè, cục này cục metal chắc nè mọi người. Có metal nè. Đấy, được 85 cục quá mọi người. 180 mấy cục rồi nè. Dữ dằn chưa? Đây, metal rất là hiếm ở map này nha. Nên thành ra là mình cũng khá là chấm chút. Nè nè, con này metal chắc luôn mọi người. Nhìn nè. À, đúng không, đúng không, có metal là đúng không. Đấy, lên chắc luôn mà. Nó nhìn là mình biết mọi người, khi mình đi săn metal quá nhiều thành ra nhìn cục đá mà. À nè, cục đá metal nè. Giờ nó lên nhiều quá. Đâu nhiều rồi, 230 mấy cục rồi đó. Giờ này nó làm việc dữ quá mọi người ạ. Mình bây giờ mình chỉ mong tìm được thằng người đá mọi người ạ. Ta tới con sông. Nhưng mà vẫn tìm chưa tìm được phương tiện bay các bạn. Ok, với việc metal là gần như là giải quyết xong vấn đề metal, chúng ta sẽ chế được cái bàn đạp đạo kia rồi mọi người ạ. À quên, chưa có crystal các bạn ạ. Ok, quên, có ông Fader mà chúng ta sẽ tìm golem. DVD Orina. Ôi, xa thế. Qua đó cho chết à. Quá là chết các bạn ơi. Metal nè. Đấy, 110 cục mọi người thấy không? Đây nữa nè. Ủa sao lúc đi tìm không thấy đâu mà giờ đá nó tự ra, metal tự ra ta. Mọi người thấy không? Nó được 300 cục nè. Này vua farm các bạn ơi, vua farm rồi, 100 cục rồi. 170 mấy cục metal. Ha ha, vậy là ngon rồi mọi người. Giải quyết được vấn đề hạn hán nguyên liệu metal. Chúng ta hãy trở về nhà thôi mọi người. Lên craft ít đồ. Con này là gì vậy? Nó rơi đồ. Khá là nhiều metal. Ok phết đấy, ok phết đấy.
Metal là thuốc ngủ của mình thì mình thấy là ổn ổn áp rồi đó. Rồi rồi rồi, vậy là ổn áp rồi đấy. Metal là khá là dư giả mọi người, giờ chỉ thiếu crystal thôi mọi người ạ. À, metal chúng ta có metal, giờ crystal nó hơi khó khăn. Metal 220 viên các bạn ạ. À. Máy nồi luôn. Lên đời giả mang. À, chúng ta sẽ chế crossbow. Crossbow. Mình sẽ cái bao nữa mọi người, mình thích xài cái cung kia hơn mọi người. Cung này cần polymer hả? Mình sẽ chế cái fabricator nữa mọi người. Fabricator. Chế cái này. Ui, cái này thì metal thì không thiếu, cementin thì không thiếu, chỉ thiếu crystal. Oil cũng không thiếu luôn. Oil mình đâu có thiếu mọi người, oil mình hơi bị nhiều luôn ấy. Crystal, ok. Crystal giờ nó khó chứ ta. Giờ mình sẽ mở file map rồi mình tìm con nào bay ta. Arventofit, đâu rồi? Rồi tắt mấy cái này đi mọi người. Mình sẽ chế một cái around. Đây nè, cái này chắc là ngủ dữ lắm á. Đầu tiên chế crossbow trước đi ha. Ok, metal đây, một số lượng lớn. Rồi, có bao nè, mình sẽ chế cái này crossbow, mình sẽ đi chắc phải bắt vài con trước đã. Chúng ta cần ôi chưa chế được, phải chế cái này nữa cơ, khó chịu nhờ. Cái này chúng ta workstation. Ok, chế được rồi mọi người ạ. Workstation, chúng ta sẽ chế được cái bàn này. Thiếu đá hả? What? Nhà mình đâu có gì ngoài đá rồi mọi người. Rồi, ok, chúng ta sẽ chế được thịt thúi à. Nacoberry, ok. Sẽ chế được khá khá Nacoberry các bạn ạ. Con này cần 8.000 quả đây mà. Đầu tiên chúng ta nghèo thì chúng ta sẽ chế cái Nacoberry cùi cùi thôi. 15 nè, 50 nè. Chế cái spoil mid nữa. Spoil mid. Cái này chúng ta sẽ bỏ toàn bộ thịt vô. Bọn này nó không có thịt mọi người. Bắn đủ gục con chim không đây mọi người ạ. À. Trước mắt thì mình sẽ chế cái arrow cái này trước nè. Bola arrow. Ủa sao không thấy Bola Arao ta?
này bùa là bao nghĩa phải chế cái bàn chế tạo đúng mọi người ạ. Đi khứa này để cho nhanh. Map đâu rồi? À, mình thấy nó rồi mọi người. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ok, ngủ luôn. Đỡ vãi. Con này khá là cùi mọi người ạ. Con này khá là cùi đấy. Được, 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 được. Rồi, chế yên cho con Arventovic trước nha. Arventovic. Fiber Chitin 2 khá là dễ các bạn ơi. Mình chưa tìm được cách chế được cái tele các bạn. Cái tele khó chế quá. Nó thiếu crystal rất là nhiều mọi người ạ. À. Chỗ này xong là mình dắt nó về. Nhanh thôi, nhanh thôi. Con này sẽ bắt nhanh thôi. Mình nghĩ là khá là nhanh này. Level 20 con này level khá là thấp mọi người ạ. À. Ở trên kia chúng ta có rất là nhiều con rồng mọi người à. Nhìn rất là cháy máy luôn các bạn ơi. Sao chim mày ngáy lâu thế nhờ. Tới lúc phải về rồi cưng ơi. Giật này nguy hiểm lắm, không nên ở lâu đâu. Rồi nằm ngáy kìa. Cái canh cái con này nó ổn ổn tí dắt dắt về mọi người. Nhìn hơi 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 ngán á. Khi mà con này mình sẽ lên leo, mình bay trên núi cao, mình coi thử nguyên liệu ở trên đó, mình lấy ít crystal về chế đồ khá là khó khăn á. Có crystal thì bay của mình mới đỡ đỡ một tí mọi người, chứ không có crystal thì khá là yếu. Rồi nó ăn, nó cắn, thấy nó ăn rồi nè. Tôi mới nghe mày cắn mà mày. Cứa. Rồi theo anh lên về, theo anh về, theo anh về. Đây, đây, đây. Con này tuyển nặng ngang này à, đá nhiều quá à. Rồi về 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 thôi, về thôi, về thôi, về thôi. Nhà mình chỗ nào vậy? Ăn kilo nữa nhỉ. Mấy già tí à. Rồi ok, chắc là ổn rồi đó. Ủa cái chỗ nhà mình chỗ nào nhờ? Ủa cái nhà mình con anh kilo nó không hiện ra ta. Mẹ ơi con rồng. Ui ơi, giỡn 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 bạn vô là chết luôn á. Arrogantavit à, chết được quá. Ủa con rồng nhìn ghê vậy. Con này chắc tăng tí mua mình Switch chạy cho nó lẹ. Đồ được luôn à. Rồi, này bay bay cho nó lẹ. Ăn này nó ăn máu nó hồi máu dữ lắm mọi người ạ.
Con này nó có khả năng hồi máu dữ lắm các bạn ạ. Con này hồi đúng lẹ luôn á. Tăng tí máu đi cho nó thoảng thở thở đừng tí mọi người, ít máu quá đã thở không nổi đâu mọi người. Ui, rồng thì hơi căng đấy. Farm tí thịt nha. Cần tí start speed để chạy cho nó lẹ. Ok, rồi spam cho nó ăn thịt cho nó đầy mọi người. Con này con này thì nó sẽ nó khả năng hồi máu rất là nhanh mọi người ạ. Nó kiểu kình kền mọi người ạ. Ok, lên núi mọi người ạ, nhưng mà đang trên đường lên núi thì mọi người thấy đây. Đậu xanh. Mình bị stroke mọi người ạ, hit stroke mọi người kiểu nắng quá mọi người. Ôi, trên núi bọn rồng nó chiếm giữ mọi người, rồng nó chí nhanh lắm mọi người ạ. Ôi ôi ôi. Trời ơi, cái gì đây? Sao mà sống nó trời. Má ơi, toàn cái gì đâu không à. Cái kia là con rồng. Ôi, rồi thôi. Mấy con này hiền, con rồng này hiền. Nó hiền mọi người ạ. Nhưng mà cái cần mình cần đó là mọi người biết là gì không? Kiếm một ít crystal mọi người ạ. Có chết cũng được. Rồng núi nhiều dữ ta. Lấy ít đồ qua nào. Nó tiếp mà nó chết thì ta cũng lấy được đồ. Trời ơi, tầm này anh em kêu tôi bắt xuống tôi chết luôn á. Chịu chết luôn các bạn ạ. Không cỡ nào mà bú được cái núi này mọi người ạ. Rồng tùm lum luôn mọi người ạ, rồng quá trời nhiều luôn. Bị chúng mình chóng mặt mọi người ạ, mình đang kiểu mình cần phải bay nắng quá, mình không có đồ sa mạc á. Mình bị chóng mặt cái mọi người coi kìa, cái hiệu ứng chóng mặt bị nóng quá nó cháy da kìa mọi người ạ. Cái tìm cái bóng mát chui vô mọi người ạ, mình giống mình tăng Fortitude mình nhiều lắm mà ta. Không kháng nổi cái sức nắng ở ngoài sa mạc mọi người. Nó bị chóng mặt lên cái màn hình mình bị nhòa nhòa mọi người thấy không? Cái này do mình bị chóng mặt đó các bạn ạ. Ui da, kiếm cái bóng nắng chui vô mát nó vẫn không hết nè mọi người ạ. Ở trong này nó hồi tí stamina mình sẽ đi chế cái bộ đồ két. Bộ đồ đi sa mạc mọi người ạ, nó chứ không có nó chịu nổi mọi người ạ. Trời ơi. Hydration -5 nè mọi người, cái này chống lạnh thôi. Quá trời đồ nó quýnh lộn nữa rồi. Đây rồi, đây rồi. Mặc bộ đồ này thì nó sẽ đỡ hơn rồi mọi người ạ. Hết sinh 25 rồi mọi người, nó kháng nắng đồ rất là tốt mọi người. Nhưng mà cần phải chế smile. Rồi, mình thấy mình hơi lú lắm rồi đó. Đó rồi, mấy con dữ dữ. Lú rồi, sắp lú rồi mọi người, không thấy đường rồi. Ôi trời ơi. Sắp lú rồi, sắp lú tới nơi rồi. À, có đồ đây, mừng quá. Có con chở con kia theo được mọi người, chế cái tay le được. Lấy ít này đi mọi người, nguyên liệu này chế mọi người biết chế gì không? Thứ nhất đó là chế cái polymer mọi người ạ. À.
chế được đồ ở đây luôn à? Làm gì có siêu nhỉ? Bữa mình có nhớ mà có siêu mà ta. Siêu quấn con kia ra siêu mọi người ạ. Ấy con này chế đồ được mọi người ạ. À? Ảo ma Canada vậy trời. Bắt kiến là chịu rồi nè. Cần siêu siêu thì chúng ta quấn con nào nhỉ? Đậu xanh. Con nào mình quên ta. Có mấy con quýnh ra siêu mọi người. Chết rồi, nắng quá mọi người ạ. Nắng quá không thấy đường rồi anh em ơi. Kiếm cái góc nào núp mọi người ạ. Nắng quá không thấy đường rồi. Thật là đi giết con kia kiếm cái siêu để chế đồ. Siêu con nào ra siêu quên tiêu ta. Con bướm à, con bướm. Giờ mình hết thấy đường rồi, bướm bướm biết gì nữa. Đậu xanh để tình trạng nó quá tải mọi người ạ. Giờ không thấy con bướm đâu. Trời ơi, con này nó quấn chắc chết luôn, con này nó yếu quên. Tình trạng quá là nặng rồi các bạn ơi, mình phải kiếm con bắt gấp. Siêu hình như là mấy con khác có mà ta. Trời ơi. Người tôi nó sắp xỉu tới nơi anh em ơi. Nhà nó nắng quá, giờ chưa chế nhà, chưa xây cái mái nhà nó cũng chết nữa. Rồi, cuối cùng cũng hết cái chống nắng đó mọi người ạ. À. Khổ ghê mọi người ạ. À. Mình phải chống nắng, núp nắng, tà le, bơi các thứ thì nó cũng hết cái hiệu ứng kia rồi mọi người. Thì tranh thủ hết cái hiệu ứng kia thì mình đi săn cái kia. Và mình tình cờ phát hiện mọi người, cái sữa này khả năng xịn lắm mọi người ạ. À. Nó có thể bảo vệ mình bởi cái bọn Unreal mọi người à. Bọn Unreal nó mạnh nha mọi người. Đi búp cái kiểu hiệu ứng búp của nó đó mọi người. Ăn cái đó vô, uống này vô nó kháng hiệu ứng đó mọi người. Cái hình cái này nè. Mình mới ăn vô thử mọi người à. Nó gỡ cho mình cái hiệu ứng không phải gỡ mà là hồi máu. Nhưng mà không biết có đỡ chóng mặt không nữa mọi người. Cái bị stroke mọi người. Stroke thì mình chỉ cần đứng cho bóng mát hồi một thời gian. Ui mẹ ơi, cái gì đây. Thôi thế nào, gì vậy mấy anh, trời ơi, thằng lằn khổng lồ đó mọi người ạ. À. Đậu xanh thôi, bỏ đi, quá khó khăn mọi người ạ. À. Quá khó khăn luôn á, mình nói quá khó khăn, mình đang đi tìm con bắt mọi người ạ. À. Thì tìm con bắt đây chơi con bướm á mọi người, để mình chế cái bộ đồ đi nắng mọi người ạ. À. Bướm nó không thấy nha, mấy con bắt đâu không thấy nha. Phải mấy con ong không à. Con này thì nó không ra siêu. Mình nghe tiếng giống Reaper rồi ta. Ăn nhện mọi người, nhện. Bay cho mấy con bắt coi nào. Ui này đánh đầu thôi. Con này nhỏ nhỏ mà con vỏ nha. Ây, toàn con dữ. Để hồi tí là stamina không rồi. Ok, ở chợ chưa đại, bay được ra. Cây nhờ, không thấy siêu đó ta. Bên đây có đài tưởng niệm gì đây? Cho nó hỏi tí stamina mình bắt đầu bay tiếp mọi người ạ. Bắt không thấy đâu nhờ. Bực thế nhờ. Hold on. Ok, sẵn tiện leo lên núi đang chưa bị hiệu ứng thì tranh thủ lên núi kiếm ít crystal. Núi cao thì crystal tỷ lệ cao có mọi người ạ. Và mình phải chế được cái teleport thì mình kéo được con kia tới cho nó farm, cho mình đập mấy đuôi cái là crystal của mình rồi đây rồi. Khổ quá đi fan ơi, đây rồi. Chế thôi. Đây, chế cái này gọi con kia tới luôn mọi người ạ. À. Gọi con kia tới là mình farm được luôn ấy.
But I can find mercifully threads and follow them along. Minor, tới đây em ơi. Trời ơi. Đồ, đồ không có thiếu nha. Đồ không có thiếu nha. Đấy rồi các bạn ơi. Thứ này tìm 5.000 crystal. Oh my goodness. Dùng này đi. Trời ơi, trái cây này ăn đuối luôn á. Lấy ít trái cây lại, có gì làm gì làm. Đó. Ôi trái thô, đập cái ra nữa rồi. Nè. Nè, trời ơi làm khổ. Ui mê tổ nè. Trời ơi mê tổ. Cục này nhiêu cục kìa. Đập phát được nhiêu cục kìa. Trời ơi đập phát được 20.000 cục mọi người ạ. Rồi thôi, ok, chúng ta là những kẻ đại gia. Trời ơi, anh Miner đã lên cái anh hủy diệt luôn khu này luôn mọi người. Rồi, chúng ta có cái Oxidant này chi. Oxidant này để chế Oxidant này chế Crystal nha mọi người. Không phải Crystal mà là chế Polymer. Tôi nói thiệt mọi người, Crystal hôm nay nó hiếm giả man. Nhưng bây giờ thì các bạn nhìn xem, nó quá đơn giản với cái con này rồi mọi người. Con này nó có thể khả năng, khả năng gọi là âm thần chế đồ rồi. Nó thành ra là để con này ở đây được các bạn ạ. À, thì chúng ta có thể chế được cái teleport rồi mọi người. Cái teleport cái này nè. Thì chúng ta cần polymer. Polymer thì đối với con này thì khá là dễ dàng. Ồ chế được cái này rồi nè. Đấy. À, trời ơi đi không nổi. Ok, cuối cùng thì cũng tìm được cái khu vực mà có nguyên liệu nguyên liệu xịn sò ở đây. Đấy, nguyên liệu gần đủ đủ hết rồi, chứ còn thiếu cái siêu thôi mọi người ạ. Crit mình chế bỏ đây đi. Đấy. Ôi, Oxidant, à đi qua lấy ít Oxidant mọi người ạ. Mày tăng ít quay đi. À, đưa em chuyển giao em ít Oxidant về nhà các anh ơi. Hôm nay Oxidant farm ít thế nhờ. Oxidant này farm không nổi à. Rồi anh cầm Oxidant đi. Rồi chúng ta về nhà thôi. Đủ nguyên liệu rồi. Có 1000 mét à. Đoạn này thì khá ok. Trời bên kia Crystal kìa. Vãi đạn. Vấn đề của mình nữa là vấn đề thứ hai đó là siêu mọi người ạ. Cần cái siêu mọi người. Chúng ta cần phải bộ đồ chống nắng. Chứ đi không mà đi ngoài trời như vậy chúng ta sẽ bị cháy nắng mọi người ạ. Mình không tìm được con bắt ở đâu để mình đánh các mọi người ạ. Lúc thì thấy nó nhiều mà lúc mà không thấy con nào hết. À ngủ ta mình có một freedom sao mình dốt quá nhờ. Đây nè. Mà con này con oi chắc con oi mà chứ không phải là con bướm tên gì vậy. Bắt này không phải mọi người ạ. Con này bọn này không phải, bọn này không phải, bọn này chỉ là oi thôi. Bọn kia tên gì nhỉ? Mình không nhớ. Rock elemental cũng được. Water là không phải, con water là nước mọi người ạ. Lightning Dodoresi, đậu xanh, giữ mặt hả? Ai em chơi tụi nó? Chơi tụi nó là cái chọn cái chết mọi người ạ. Lightning Dodoresi thì chịu chết. Bắt được tụi nó là mình là vua đó, gần như là mắc là không nổi đâu các bạn ạ. Rồi, trở về ngôi nhà thân thương của tụi mình thôi. Đây rồi, đây rồi. Chúng ta sẽ chế được khá là nhiều đồ khi đem một mớ nguyên liệu khủng khiếp về. Crystal Oxidant. Chúng ta sẽ chế được cái này. Spark Powder thì cũng khá đơn giản. Chúng ta bỏ này vào, bỏ đá vào. Mình chưa học Spark Powder.
50 cục. Chúng ta sẽ được Fabricator. Rồi, ok, gần như là đủ đủ hết rồi mọi người ạ. À. Cementin bay ha. Này chết cementin bay nhiều lắm. Đấy. Rồi, đồ đạc là chế gần ổn thỏa hết rồi các bạn ạ. À. Cần phải mở rộng cái nhà mình ra tí mọi người ạ. Stone gỗ thạch. Gỗ như thạch. Mày còn thạch không thằng này? Đây chế được 22 cái. Cái này không xây được à? Cao quá. Đúng rồi, phải cao cao như vậy đỡ. Xác xác nhà vô một tí là ok. Chết rồi, này nhầm. Rồi, ok rồi đó. Nhà có cây cỏ mọc lên luôn cho nó ngầu mọi người. Rồi. Vậy chúng ta xây thêm cái fabricator chỗ này à, ổn áp. Máy này nó ồn lắm mọi người ạ. À. Mình cần thứ nhất đó chính là oil để chạy cái máy này. Oil chúng ta cần ít oil. Oil nè, với lại da nè. Cái này mình sẽ cần phải chế cái polymer nữa. Đây, cuối cùng cũng dạ, cũng dùng oxygen rồi nè. Đấy. Và cementin bay. Tất cả thực hiện nó gọi là siêu quy củ luôn. Đấy. Lấy o chạy máy lên cho nó nổ nè. Lộn gasoline chứ. Chủ yếu chế này nè mọi người, chế lên cung đời xịn nè mọi người. Ok, lên đồ. Và mũi tên này thì không biết nó có xịn hay không. Nacoberry. Mình thì không chưa biết mũi tên này như thế nào. Nhưng mà thử coi. Nacoberry 1000 trái nè. Mũi tên nè. Ok. Around. Thiếu flint nè. Ảo gì cha. Nhà mình có thiếu flint. What? Này không có flint nè. Flint là hơi ẩu đó. Rồi, nguyên liệu khủng khiếp về rồi nè. Hai metal. Gỗ. Mình cái nguyên liệu này mình không biết farm cỡ nào mọi người, chụp cái này đi. Cái này ha. Ôi. Đập flint cái ngàn mấy flint mọi người ạ. Biết tên này nó mạnh không? Mình sẽ làm cái bích nè, cái góc nhọn chứ quên. Bích tổ. Mấy thứ quan trọng mà gần ra xong hết rồi mọi người ạ. Rất là quan trọng luôn nha.
ống nhòm là một trong những cái vật dụng quan trọng nhất mình muốn thấy mọi người ạ. 6.000 turbo nè, thử cái ống nhòm, cái mũi tên mới này thì cho cái mũi tên nó bắn như thế nào mọi người ạ. Ủa, lấy mũi tên rồi mà ta. Turbo nó chạy được nhiều. Đúng 1.000. Còn nó chạy như giặc. Chị Eslin, con này bắt cưng Eslin. Đùa. Đây, mày là Excellent đúng không? Mình có cái rìu mới rồi, để coi quýnh con này ra được cái gì không? Con này là Excellent đúng không mọi người? Bắt một Excellent đi cưng... cưng đồ đấy. Có gì đâu, toàn đồ tào lao không. Anh này farm đồ... anh này farm đồ cháy máy vừa mới về, thôi dắt nó về cũng được mọi người ạ. Đó là... chú tể farm mọi người ạ. Đồ cái metal của mình thì mình nói chung là xài... khó hết rồi mọi người ạ. Mọi người coi gỗ nó đốt kìa. Cái metal này đốt chắc còn lâu lắm mới hết nổi đống này mọi người ạ. Chắc đốt cũng rất lâu luôn mới hết được cái đống metal này mọi người ạ. Quên đang chơi cái này mà có tiếng không xong rồi nè. Tắt xe tinh bay hả? Xe tinh bay, xe tinh bay. Bắt thêm vài con ăn thịt nữa các bạn, phải có tập vài con ăn thịt nữa. Ủa, xe tinh bay. Ok, metal god. Rồi, chúng ta đã có mũi tên thần thánh rồi, vẫn chưa có siêu. Oh my god. Có cái cung này thì đỡ mọi người ạ, à. Mình rất là thích cái cung này. Đấy, có cùng này chúng ta có thể xài được cái mũi tên X15 hay là X50 ở trong cái này. 50 thì khoảng... ôi, 50 tốt đấy. 18 mũi, à, cũng được các bạn ạ. À. 18 mũi cũng được. Thịt thì tầm 2.000 cái hả? Chừa lại ít để tem pin. Tám mũi 50 thì mình thấy ok rồi đấy. 15 bỏ đi. Rồi, ok. Một nửa công đoạn chế đồ để bắt thú là mình thấy là ok rồi đó. Còn cái DVD thì từ từ các bạn ơi, DVD chưa chơi được đâu. Mình đang thắc mắc giữa cái mũi tên tên này nè. Bola hả? Để chế cái này có nó hiệu quả không mọi người? Bola để mình chế cái cung này đúng không? Cung Bola này không biết là có ngon lành cành đào không? Thiếu gỗ à? Này nó lấy hết gỗ à? Ủa hay ít nha, chưa chế lần kim. À cái ai mình ngu mình chế được đồ mà ta. Gì ta? Có bít xịn mà chưa có bít kia, cái rìu ta. Cái rìu tên gì ta? H. Đây nè, chế cái rìu này nè, chứ xài cái rìu này gì nữa. Nhà có điều kiện rồi lên đồ, lên đời thôi chứ. Ta còn hai nữa hả?
sao giờ còn xài điều này nó quê quá à. Rồi, tới công chuyện. Gỗ chặt cái đi hết nổi luôn các bạn à. Chặt cái này lết luôn á. Gỗ để cho trong này. Rồi. Cái này chế được cưa rồi, chế mũi cung tên nè, thử cái này mình chưa biết cái này nó cái loại này sử dụng thế nào các bạn ạ. Test nào kìa. Cung con này. Test thử mọi người, kiếm con nào test thử con nào. Để sửa khá là nhiều mọi người. Rồi cho cưng vô đây đi. Thử coi nha, bắn con này thử coi nào, nó bị đứng không? Hay là chỉ bắt được mấy con chim thường thường mọi người. Rồi mình biết mũi tên, công dụng mũi tên này rồi mọi người ạ. Nó gây choáng mọi người ạ, tên này gây choáng các bạn ạ. Mình biết công dụng, chắc chắn mọi người luôn, biết công dụng cái mũi tên này, mũi tên gây choáng các bạn. Choáng đứng đối thủ này không di chuyển được. Mình sẽ test cho mọi người coi nè. Choáng rất là lâu nha. 30 giây mọi người ạ. Ok chưa, Thêm đứa về farm mà. Một đứa về farm food mọi người ạ. Lên đây cưng ơi, Rồi, đứng đó. Rồi. Đứa nào có phần cả. Đâu xanh đi nổi trời. Rồi, mỗi đứa có phần để cho con kia nó sản xuất metal với con này mọi người, để mình này sản xuất không nổi. Đây là cách sản xuất đồ. Đây là cách vận chuyển đồ của mình khi quá là biến mọi người ạ. Đây, cái này sẽ lớn nhanh thôi mọi người ạ. Đây, có đồ ăn cho cưng đây, nên anh mới lượm 10.000 trái. Đấy. Trời, cấp nhỏ nó đẻ được, nó sản xuất metal đó mọi người. Dữ à, dữ dằn. Nè, chỗ bình sữa nè, sữa này hồi máu rất là ác nha mọi người. Cái bình sữa này hồi máu rất là ác nha. Sữa rồng á. Cái sữa này xách khe khủng long kinh lắm mọi người ạ. Rồi, khá là ok, mình biết cái công dụng của cái mũi tên Bola này nó ghê cỡ nào mọi người ạ. Cái Bola này rất là lợi nha. Nhưng mà thiếu fiber, thằng nào có fiber nhiều nha. Fiber này biết anh em fan fiber không đó. Này là đá. Đá. Đá thôi, fiber thì mình phải đi nhặt. Fiber hơi đói á, hơi đói fiber. Tập này sẽ rất là dài. Tập này hơi dài chút. Đáng lẽ là mình dừng video rồi. Nhưng mà tập khá là, cái đồ khá là cuốn các bạn ạ. Bola, chúng ta chế tập trung vào chế cái này nè mọi người ạ. Metal. Cho mình ít metal các bạn ơi. Ui, 400 cục metal luôn á. Chúng ta sẽ chế được 7 mũi tên này, 7 mũi tên là mũi tên hôn mê các bạn ạ. Đấy. Cái kích bồ này thì mình chế khá là đơn giản. Excellent shoot thì mấy cái này thì đây. Mấy cái này boss nó sẽ mình đi giết đi nghe mấy con excellent boss rồi nó sẽ rớt mọi người ạ. Bọn nó quấn lộn nhau. Dino S thì bắt Dodo chanh Excellent Essence. Còn nó phải quýt boss nó mới ra cái Essence của nó mọi người ạ. Mình bắt được tụi Excellent thôi. Còn bọn Divine thì nó là cái tầm cao mọi người ạ. Phải giết được Divine.
Và cái Unreal thì khó phải đạt, trừ khi chiến được công bố. Còn bỏ Unreal thì khỏi bàn rồi các bạn à. Nguyên liệu đồ khá là khó ấy. Đồ ở đây căng á mọi người. Mấy cái Genbi này hơi khó kiếm nè. Chúng ta có đồ để chế XP. Mình coi có cái đồ heal không. Đây dùng sữa. Ui căng phết đó các bạn à. Nhưng mà để xem bên bọn kia nó khó mọi người ạ. Một bọn này thì turbo tầm 11k, 11k đổ lại thì nó cũng khiếp giả man. Cưỡi con này thì không dùng con tên được mọi người ạ. Nè, excellent boss kickball rồi mọi người. Như là con rồng poison này thì bắn cái là ngất liền luôn các bạn ạ. Nhưng mà chúng ta cần excellent boss kickball. Khá là khó để bắt nó mọi người ạ. Đây chúng ta cần action kia dễ nè. À, vậy là cái này cũng được, cũng mọi người bắt cũng được đấy. Nói chung là cũng không khó lắm đâu. Chúng ta cần excellent action. Excellent action là như bọn này nè. Ai, à, bọn này thì có thể ra được nè mọi người ạ. Đậu xanh. Bọn này mọi người biết click nào chơi được không? Con nào rồi chứ. Mình sẽ cho bé daddy của mình xuống. Con này lăn trên núi được mọi người ạ. Đây, vô. Một lăn thôi mọi người ạ. Mà những cái nguyên liệu này rơi nó hơi khó. Đấy, mọi người không? Chỉ kiếm một cái rơi được cái linh hồn nhưng mà cái kia kiếm không ra mọi người ạ. Mình nghĩ là mấy cái kia phải tìm con này nè mọi người ạ. À. Mấy cái nguyên liệu kia phải tìm bọn này nè mọi người ạ. À. Rơi hơi bị nhiều luôn ấy. Mày dục bớt đá mày ơi, nhiều quá. Ôi nặng dữ trời nội, ôm luôn đi, ôm giùm tao cái, tao chịu thua ấy. Đá nhiều quá. Đi xem bọn này rơi đồ cũng hơi bất tiện chút nè. Con này thì nói chung đam thì ok mọi người, 166.000 máu thì excellent nè. Flyer killer luôn mọi người á. Kickball này thì chế kiểu gì trời. Kickball. Con kia là boss kickball. Excellent kickball. Vẫn cần phải excellent action mọi người á. Excellent mình đi ra. Đây có challenge nè mọi người. Sử dụng để try to fly. Uầy, uầy, nhiều cái kèo thơm lắm các bạn ơi, nhiều cái kèo đỉnh lắm luôn á. Đây là challenge, có cái challenge này mọi người ạ. Ui, đồ này kháng ghê vậy trời. Nó rớt ôi quá trời mọi người, nó rớt cái ôi này nhiều giả mang nhưng mà rớt này 1.000 cái trời tôi luôn á, tôi làm cho hết. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng của mình á là sao vũ khứ cái xuống bắn đó nè. Con này thì bắn không được mọi người, bắn thôi mình không biết ra đồ không mọi người á. Cái action của nó, cái action
kia mình phải tìm thấy được cái action kia mọi người ạ. Mình chưa tìm thấy được nguyên liệu đó. Bắn chúng nó cái nào. Gì vậy trời? Mình có bắn chúng nó cái nào đó, nó nằm ngủ trời. À đây, không phải. Nó rớt cho mình cái sút thôi các bạn ơi. Con này không có đồ trong người luôn nha. Coi coi có đồ không? Đậu xanh tàn thịt không anh em ơi. Vậy là cái nguyên liệu action ở đâu ra trời? Cái này excellent suit thôi các bạn à. Còn cái nguyên liệu kia là cái kiếm đâu trời? Khó lắm quá, khó quá các bạn ơi. Mình đang ngu người giữa các excellent action 10 cái. Cái descended action thì nó ra rồi, nhưng mà cái kia nó không ra. Mình cá mọi người luôn là có vẻ có cái gì đó nó bị lỗi ở đây mọi người ạ. Hoặc là chúng ta phải tìm cái con dòng excellent như là con bắt như nào mọi người ạ. Nó mới ra được cái dòng excellent cho mình mọi người ạ. Mình cá mọi người luôn. Trên đầu mình có con rồng mà đớn mọi người. Chạy cái. Mình biết cách rồi, mình biết cách rồi. Anh ơi, anh ơi, một mình có thể đừng tìm lẫn nhau. Con rồng này có vẻ hiền mọi người á, nó không có tấn công mình. Bay bay có cái bóng gì lớn quá. Mình biết rồi mọi người em, thì con kia nó đẻ đúng không? Thì giờ mình sẽ tìm một con zebra. Cái con này nè. Con này nó đẻ được mọi người, con này nó có khả năng đẻ. Con này nè. Con này là descended zebra nè mọi người ạ. Mình sẽ tìm một cái con khác tương tự như nó mọi người ạ. Nó sẽ đẻ được. À. Tại vì trong đây đó mình nghĩ là vẫn còn có tí gì là lỗi mọi người ạ. Ôi 156 con luôn hả? Toàn là descend đó mọi người ạ. Ui, có excellent rồi nè. Excellent away, excellent moon. Một tòa top. Bọn này, bọn excellent này thì bọn excellent này thì nó không đẻ được tài nguyên mọi người ơi. Cái này thì mình không biết kiếm ở đâu ra mọi người. Con này con chuột túi chắc con á, con này á có con không? Không có mini rồi. Con này thì không đẻ được đồ đó mọi người ạ. Con này sẽ giúp mình nhiều cái lắm mọi người ạ. Bắn nó cái nó bị tê liệt. Mọi người coi nè. Ba mươi giây tê liệt các bạn ạ. À, bị điện giật. Nhìn đỉnh không? Mình giết nó thì mình được cái linh hồn thôi các bạn ạ. À, nói chung là giết nó được cái linh hồn thôi chứ không được cái gì hơn ngoài cái đó mọi người ạ. À, nhưng mà mình biết cái nguyên liệu action kia nó cũng giống như là cái nguyên liệu action này nè. Hoặc là phải làm challenge cái này. Ok, thử làm challenge cái này nha mọi người. Mình thử làm challenge cái đó coi như thế nào nha. Cái challenge cái đó chắc phải về nhà. Về nhà chém smile. Khứa này mình xóa nó kìa nào.
Bọn Oniri này không 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 được. Đây rồi, cái này mình cần mushroom 2. Ok, bây giờ mình lôi ra bên ngoài thử, mình làm thử, mình cho cái challenge boss này ra thử coi sẽ như thế nào nha. Nó bào nát nhà thôi, lên xa xa chứ. Đô đô thôi mà mình thấy cũng hơi ghê ghê, nhưng mà thôi cứ xa xa nhà chắc một người. Chắc thì vẫn hơn một người. Rồi, ok đây đi. Được 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 một cách được ngon. Con này nó đẻ được cái cylinder. Ê, bạn ơi từ từ, đừng đừng chạy bạn ơi. Ê gì vậy, không được chạy, không được chạy, không được chạy. À hấp dẫn nha, hấp dẫn nha. Được cái nhờ, vậy là con này sẽ sản xuất ra excellent action mọi người ạ. À. Ok 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 ok. À may mọi người ạ, à, may mình có được mấy cái dòng này bắt được được, được, được con kia là đẻ được. What? Khứa kia nó muốn gì đây? Đi về con nào, đi về con nào. Vậy là đô đô này sẽ giúp mình có cái ơi mà con boss hơi ghê mọi người, mấy cái challenge này hơi ghê đấy nha, cái challenge này hơi dữ đấy. Ủa cưỡi được hả, nãy xong cưỡi được không nậu? Rồi rồi, hàng quý phải cất giấu trong nhà. À con này sẽ giúp mình sản xuất cái excellent nó nếu có ghi mọi người may mọi người. Ở đâu? Vào. À đây rồi, nó có đẻ mọi người, nó có đẻ cái Fred Flower cho mình luôn mọi người. Cái Fred Flower nãy bên con này nó farm ở trên đá, còn à mushroom còn 30 cái à. Ok ok, được may quá mọi người ạ. À. Thì con này nó đẻ cả Fred Flower cộng cái này. Ok, không biết còn đủ nguyên liệu để chế thêm một cái đâu mọi người, nãy mình chế được con cái mọi người ạ. À. Rồi hết silica rồi mọi người, nãy silica chịu chết mọi người, hết silica rồi mọi người ạ. À. Nghĩa là thêm được một con đô nữa mọi người, nghĩa làm thêm con đô đi ha, làm hai con đẻ cho nó nhiều nguyên liệu. Ôi ngon lành ngon lành ngon lành ngon lành, trời ơi được phết các bạn ơi. Ra đây con này trâu mọi người, này trâu mọi người, này trâu giả mang. Gì đây, Nemo chibi à. Ui, rơi đồ kìa, rơi đồ gì đây. Rồi rồi, mình đã sẵn sàng rồi mọi người. Cái này khá là hay mọi người, chế đồ cái này kiểu như chế đồ cũng easy nhưng mà phải tìm hiểu tí nha, chứ không cũng mệt lắm á. Hồi nãy mình bắn cho mình mũi tên điện nó đưa lại mình quấn dễ nha.
không cần bắn nó ngủ mọi người ạ. Không cần bắn nó ngủ mọi người, bắt được luôn mọi người ạ. Con này thì mình từ 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 để dùng cái kia farm của nó ra cái gì mọi người. 1207% nè. Nhục thì cái chứ. Cái đó để craft các mọi các bạn ạ. Rồi thôi các bạn ơi. Ồ vãi nồi, hồi nãy cái con kia nó dục đông mớ đồ farm lần 2000 cái trời gì nữa mọi người. Chịu rồi. Cần gì chế đồ nữa cho nó cực vậy. Trời ơi, thế nào hồi nãy mình hồi nãy sao mình bị mất cái xác con kia luôn nha. Đậu xanh là gì mất xác con kia luôn vậy, ảo vậy trời. Rồi cái này phê nha mọi người, cái này phê, mọi người phê, phê. Con này đỉnh cao mọi người á, đỉnh giá mây. Đây bắt chạy. Này phản chủ hả? Vô đây. Con này nhìn ghê mọi người, nhìn gớm gớm. Ui đẻ, à lấy con này về farm mấy cây cũng được mọi người ạ. Con này farm mấy cây cũng ok đó mọi người. Nhưng mà giờ cái mớ action này về, trời ơi nó rẻ nha, đỡ nha, đỡ vã mọi người ạ. Uầy, 2000 quả thì mình đã thành công một giai đoạn đầu để bắt những con cơ bản thôi nha các bạn. Những con cơ bản thôi chứ chưa là những con gì khác. Ok, à, tập tiếp theo thì mình sẽ... Ui ui, chế đồ được mọi người á. Ngon anh em ơi. Cái đồ này ok lắm đấy, cái đồ này ok lắm. Để mấy công thức 200% qua nè. Chế cái liềm này cũng... Ủa. Đây. Ô số ba cho farm chút đi, lên đồ lên đồ lên đồ các bạn ơi, lên đồ các bạn ơi. Trời ơi đồ này nó kháng ác lắm mọi người à, đồ này nó kháng nè. Con resistance 200, hit resistance 200 thì đồ này còn hơn cả đồ để chống nắng nữa các bạn à. Được phết đây. Rồi 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 rồi, tầm này thì chúng ta có thể kiểu như là khá là ổn về cái tầm nhận thức chế độ mọi người ạ. Nè cái này mình dục cái bích cũ luôn đi, dục luôn đi. Mà không dục bích cũ nữa. Mình lên đời được các bạn. Là cái bích này nó farm đồ cháy lắm mọi người ạ. Lên cái bích tầm này thì cái bích này nó chế độ ác lắm các bạn ơi. Mình cần một ít fiber ha, fiber này để tầm này nó farm đồ, cái này là vừa bộ đồ luôn mọi người ạ. Đấy, này đồ hơi bị phê, trời cái này đã mọi người ạ, mình kiểu mình cuốn luôn á. Chế đồ nhiều quá kiểu mình bị cuốn luôn ấy. Cúc kịch nè, mấy cái lâu XP này từ từ mình sẽ làm ra ha. Còn cái bữa sau là chúng ta có thể xây cái dựa dựa farm được rồi các bạn ạ, xây cái, một ít dựa farm trái cây được rồi. Cái mình phải cần phải chế nhưng mà quan trọng cần gì mọi người, cái chỗ này mình gần cái dùng nước mà mọi người, mình nghĩ là mình chế cái water được rồi mọi người á. Mình chế cái water được chứ đúng không, có giếng nè. Cementing stone để mình thử mình test test cái phê 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 phê. Giờ cái này cái rìu này nó mạnh mọi người, đồ này đồ xịn à, đồ xịn à, đồ xịn à. Stair. Stair. Nhà khó chịu, vài bữa nâng cấp nhà sau nha. Anh em nào chơi nhà tôi xấu rồi chịu á. Nghèo chứ đủ nhiêu thôi nha. Anh nói em là chê chịu nha. Mà cái
cho biết cầu thang mọi người. Ủa, cái chỗ này nó không cho biết cầu thang ta, mình nhớ mình nó có thể Ủa nhớ stair mà sao ra chết cái rốt rồi, mấy nhà trời. Stair. Stair for traveling all up down level. Đập tính nhảy luôn sao các bạn ơi. Nó là tính chung luôn hay sao? Rồi đi làm đồ dữ quá trời. Làm gì quá trời đồ không được cái gì hết trời. Video này nó dài, phải nói là khủng khiếp dài mà mình cũng ok, để mọi người coi hết cái video này luôn mọi người ạ. Mình sẽ tăng crafting skill Lily Dam. Chắc là chỉ 7 thôi. Tăng tầm 7, tầm 3. Chưa chế được cái này thì chế luôn đi chứ. Rồi, ok, để bữa sau chế mọi người. Nhưng vấn đề nó bên kia mình chế cái giếng đúng không? Quằn quá quằn các bạn ạ. Chế cái giếng thử coi để bữa sau coi làm được cái vừa cái cây không. Nó rung cái trời giống động đất quá vậy. Nồi gì đó chơi. À là đặt cái giếng vô đây. Được quá nha, cũng may là thông minh chế cái giếng ở chỗ này chứ không là ăn cứt các bạn à. Các bạn biết thì sao không? À, thì nó không có cái không có nước. Cái này mới chế đúng không? Con kia nó gầm quá, khổ quá mày ơi. Đây. Ở trong ấy tự chảy nước ra nè mọi người ạ. À. Thì cái này sẽ được mình sẽ chế được cái cam, cái crop pot mọi người ạ. À. Crop pot nè. Thì mình nghĩ chanh chắc không cần nhiều, không cần thiết với nhiều lắm đâu. Nói chung là chế vừa là mình nghĩ là dư sức rồi mọi người ạ. À. Cũng không cần hiệu ứng nhà kính đâu, mình nghĩ là nó đỡ cực hơn là cái nó đỡ cực hơn là cái hầm bữa mọi người ạ. À. Chanh ha, xít mình có hạt giống không? Hạt giống chắc qua con kia để mình trồng thử nha. Trời mất cục phân mất tiêu rồi. Mày con đồ đồ có. Trời đi qua không được luôn fan. Chanh hả? Savarot. Đây rồi. Năm hạt giống đủ rồi. Cái chỗ này nó sẽ có water đúng không? Ui, water thấp phết mọi người ạ. Cái này thì nó sẽ không có hiệu ứng nhà kính nên thành ra nó sẽ không được cao, nhưng mà mình nghĩ là một cần một ít chanh thôi, mình để cũng không cần xây cái nhà to nên tốn quá là nhiều thời gian. Ôi con này full đồ ăn hết rồi. Không bị luôn hả trời, nó không bị được chi nào luôn hả ta. Bị chiến nào không? Khó mà bé không, bé không chịu ý mọi người cho bà Dodo. À Dodo có phân hả? Cho cứ Dodo ăn thôi coi. Dodo, quên, không cho Dodo trái cây mọi người ạ. À. Dodo nó kiểu hờn giỏi luôn á. Nè, cho 10 chia cho mỗi đứa 5.000 trái nhé. 5.000 trái nè, 2.500 trái nè. Con này đẻ cũng khá là nhiều mọi người. Nói chung là mình do đấy mình có cái búa kia xịn quá. Đẻ không? Đi
Nitrogen con nào bự dữ vậy? Ở bên đây thì có con Phimosa không ta? Mình cần không nhiều lắm, thành ra mình nghĩ là cần sơ sơ thôi nè. Kiểu đủ đô là được rồi mọi người ạ. Hạt giống quá nè. Ok, lên rồi nè. Nhưng mà mình nghĩ là cái này hơi căng mọi người. Nhìn cái nước kìa mọi người. Trời ơi. Trên sa mạc đúng mọi người thấy cái tỷ lệ nước lên chậm không? Đúng chậm luôn á, nó không có nhanh được các bạn ạ. Nhưng mà để chế được cái đó thì cũng hơi cực khổ. Chế được cái kích bộ ở đây nó cũng không có đơn giản mọi người ạ. Nó khó hơn bên cái mod kia nhiều mọi người ạ. Cái chúng ta đã giải quyết được cái action của Excellent rồi. Kizuno cũng xong luôn mọi người. Mejoberry cũng xong luôn mọi người. Mejoberry thì... Ui, này không phân này. Đây, nó cho mày ăn hết cái này luôn. Ăn đi, ăn đi. Ăn xuống còn không luôn. Ăn xuống, ăn rồi đĩa. Rồi, 5.000 nè. Tới bến luôn rồi. Con này nó diễn sản xuất metal gọi là tới cục binh luôn các bạn ạ. Đây, chúng ta sẽ chế được cái kích bộ đầu tiên. Excellent kích bộ. Cúc kịch. Crash thêm cái này. Mình chế đồ, mình trời, video của mình nó dài quá luôn mọi người. Nhưng mà thôi, lỡ rồi nên thành ra sẽ hết mình cho mọi người luôn. Đấy, gần như là ok phết rồi nhờ. Thì nói chung là cái, để coi có cái spear nào không? No way, không có cái spear nào hết ta. Cái kia gọi là cái này phải có spear của dòng Descended chứ nhờ. Cây vậy? Không có cái đinh ba vậy, cái bike à, bike, cái này gọi là bike mọi người. Ôi tranh với bike đó mọi người. Wow, đi village suit đó mọi người. Ôi cái này đâu ra nhờ? Sao càng ngày nó càng ra mấy cái đồ ói âm vậy ta? Chắc phải chế ít hàng rào cho nhà mình đúng không? Mình thấy hơi nhà mình nó hơi ghê ghê mọi người. Ôi còn mấy cuối nè. Đấu xanh nhìn sợ vãi. Cái này tôi hơi quỳ nha anh em, cái này tôi hơi quỳ, tôi chịu chết luôn á. Đây, Oxidant ngà không thiếu, nhưng mà Nakaberry thì thiếu rồi đó. Lấy ít bên này 2.000 chế Nakaberry. Nhà mình nó thiếu đồ chậm chậm quá rồi anh em ạ. Cái gì nãy giờ nó có 8 cục thịt túi đùa nhờ. À quên. Không bỏ Spark Powder vào lấy gì máy nó chạy. Chịu chết mình luôn. Trời, mình bỏ xong rồi cái này nó chạy chắc xong từ đời kiếp nào mọi người ạ. Nó xong từ đời kiếp nào rồi đấy. Mình đúng là ngu thật. 30 cục. Rồi, ok, vậy là cảm giác là đủ cái tập kia rồi đấy. Ok, mình sẽ test cái bike này lên đập con Raptor. Không, nói chung là test bộ giáp mọi người ạ. Chưa có bike advance mọi người. Thôi, chơi cái bike này đi. Máu của mình hiện tại là 705. Ôi nó cắn có 3 máu mọi người ạ. Không đủ thời gian hồi của mình luôn mọi người ạ. Đồ này hồi máu nè. Đồ hơi bị trâu mọi người ạ. Ủa sao mình hồi máu ghê nhỉ.
Ôi con đe đi nó trâu không kìa, nó cắn rắp tao nó cắn không nổi luôn mọi người ạ. Trời ơi, nó trâu mọi người thấy không? Bất tử luôn mọi người ạ. Ui thịt cái này nó farm cháy lắm mọi người ạ. Lỡ tay kêu luôn rồi. Mình quậy con không mình cũng khoáng này. Rồi đó, số 2. Ôi trời ơi, 2003 luôn. 2003 cái ôi luôn thì ối dồi ôi luôn mọi người ạ. À. Không phải là mình chỉnh tỷ lệ farm nha mọi người, cho cái bit này mọi người ạ, à. Cho cái bit cái bit nó khủng mọi người ạ. À. Nó tỷ lệ farm của nó cao lắm mọi người ạ. À. Mình sẽ lấy cái đá của con Daddy vô nha. Cho cái bit này nè, có hàng khủng rồi chứ mọi người, chứ farm đầu tiên mấy chục mà. Nó không có nhiều như vậy đâu, do cái vũ khí của mình đó mọi người ạ. À. À, farm được 1000 smithing nè. Chung là mình sẽ để cho nó farm nguyên liệu. À, các thứ đi. Chung là đồ khá là ok, excellent boss armor đó mọi người. Con này thì mình cần phải có boss excellent. Có cái này ok, cái này quấn boss ra, quấn thử ra. Mấy cái này chắc về sau thôi mọi người ạ. À. Cái dòng mà kit bộ thì từ từ chúng ta sẽ có được chế được mọi người ạ. À. Cái dòng boss kit bộ thì nó hơi khó nhưng mà cũng có thể có được ấy. Cái honey trên đây thì mình không biết kiếm trên sa mạc kiểu gì mọi người ạ. À. Cái bee honey không biết chế kiểu gì hết nhưng mà cái đó hơi khó chế thành ra. Cái này chanh của mình lên rồi mọi người ạ. Ôi nó không ra trái nổi. Rồi một ngày ra mới nói cái không ra trái, ra trái lần hai trái mọi người. 300 thì chắc mình nghĩ ra được 5 trái. Nói chung là chúng ta cần gì ta? Thời gian mọi người. Nói chung là chanh này cần thời gian thì nó sẽ dư sức ra đủ cho mình thôi. Gần video này gần 2 tiếng đồng hồ cho mọi người xem mà nó phê mắt luôn mọi người. Mình có bộ siêu này mình tự tin là không sợ bị khủng long cản chết rồi. Con này thì gần chết nó sẽ có chế độ bất tử rồi, không đánh được. Khứa này chắc đập được đó nè. Con này mạnh quá nó đập con kia xuyên giáp được mọi người ạ. À. Đây, mình sẽ lấy thì mình lấy mấy cái thịt này. Ui con đó là thịt non, thịt đùi mọi người ạ. À. Mình giết con đó để mình lấy ít thịt để mình về mình cho nó vô tủ mọi người ạ. À. Đấy nó sẽ ra thịt thối nè. Cần rất là nhiều á các bạn ạ, à. Nó thành ra là phải tiêu diệt hơi bị nhiều tới. Con này là chế cái đồ kia thôi. Ô, cái này nhiều quá rồi mọi người. Cái này là giờ gần không cần nữa rồi đó. Bắt đầu không cần rồi đó. Chiếc con này sẽ có thịt đùi nè. Hay da, lỡ tay giết luôn rồi. Đấy. Ok, được rồi các bạn ơi, chắc là video của mình dừng lại đây mọi người. Tập này mình làm quá là nhiều thứ rồi, gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Được rồi, chào mọi người nha, chúc mọi người xem video thật là vui vẻ nha.